Is it like a ball shot? Yeah. It's a ball. That turn. Okay, thấy cái mập đang di chuyển không? Yeah, they have another one. Nếu mà muốn kia chụp ảnh với cái mập cũng được đó. Wow, cái biển nó đẹp quá kìa trời. Oh wow, I'm not even kidding over here. Nè nè, do zip line đồ nè. Oh, over the water zip line. Oh wow, snorkel. Oh wow, mọi tới mọi tới. Here comes the menu. Yay! Chicken wings, burrito. Gia đình mình đang ở trên tàu đi đảo Isla Mujeres rồi mọi người. Là đảo phụ nữ nổi tiếng ở Mexico, nổi tiếng cái vùng Cancun. Mọi người thấy cái nước đó không? Nước nó trong và nó sạch cái này. Đây là mấy cái bến, khu vực bến tàu nó quá trời tàu luôn. Rồi để lột mặt nạ cho mọi người để thấy coi. Okay, we're about to dock on to Isla Mujeres. Look at all the panorama. Wow. Gotta hold on to something. Oh, just in case. Oh. Đây, gia đình mình bao nguyên chiếc xe taxi này đi luôn mọi người. Khỏi mất công lái xe gấp, lái xe gấp ấn lắm. Nhiều khi qua đây dính vô tai nạn rồi phiền phức lắm. Sáng đó cô không có nhiều tiền hết. Đây là biểu tượng nè. I'm standing in front of one of the đảo phụ nữ mọi người. Very nice. Cái khúc này trang như Việt Nam luôn nè mọi người nhớ không? Nếu mà không có mấy cái cảnh xe gớp đó là mọi người tưởng đâu tiếng về chỗ Việt Nam không đó. Có cái bối cảnh đó nè. Này chắc xe không đang nhiều mà thứ hai bên ngoài nước Việt Nam á. Này là cái đảo nhỏ xíu à, cho đây xe. Rồi, thứ nhất là rất là nhiều bãi biển và quán ăn nha. Nói chung là ở đâu mà có bãi biển là đối diện mặt biển là chỗ đó là kinh doanh nè. Ở đây là cái nhà khách sạn nè. Cái này là chắc là kinh doanh khách sạn. Thôi tao muốn xe gấp tao chạy quá trời luôn. Ở đây là một địa điểm khác mà ông taxi ông ghé gia đình mình, mọi người thấy xe gấp khách du lịch quá trời không? Hả? Wow, có cái biển nó đẹp quá kìa trời. Oh wow, I'm not even kidding over here. Nè nè, do zip line đồ nè. Zip line. Over the water zip line. Oh wow. Snorkel. Very nice. Đây là taxi ông kéo gia đình mình vô cái chỗ này coi play Tiburon. Là chỗ này em nói là coi cá mập và nếu thấy thích là có thể lội chung với cá mập voi luôn. Cái loại cá mập khá là thân thiện. Đó, chỗ có toilet luôn nữa kìa. Oh, thấy kiểu ông này giống như là tour guide luôn á. Is it like a ball shot? Yeah, it's a ball. That turn. Kìa, thấy cá mập đang di chuyển không? Yeah, they have another one. Nếu muốn kia chụp hình với cá mập cũng được nữa. If you like that, you can try swim with the shark. Yeah, maybe later, because we're on a tour now, remember? Yeah. Dad wants to put on the swim shirt and then it's all wet. Oh, it's too my. Oh, yeah, it's too early. We're going to go to the place first and then go to the beach after, you know? Yeah, so I don't have to change my swimsuit like three times. Oh, wow, look how clear the water is. Clean water. Oh, wow, very nice. Turquesa blue. Very clear, huh? Yes, see. Hey, you know what? Hello, mọi người, đây gia đình mình đang ở
một trong những địa điểm ở trên đảo Isla Mujeres. Đây nè mọi người thấy không, cho mọi người xem xa xa đó, đó là cái di sản của thầy Maya đó đó. Mọi người thấy người ta du lịch quá trời không? Oh, rồi đây nè. Oh wow. It's so windy. They're blowing me over the cliff. Wow, check out the ocean guys, extremely pretty. Nói trên đây là đi này đi, nói rồi. Dẫn nó lên cái con kỳ đà chứ, đi cần để anh đuổi theo. Hello mọi người, đây là khu dân cư trên đảo Isla Mujeres, đảo phụ nữ ở bên Mexico, vào tháng 11 năm 2021, để mình cho mọi người xem cho một cái nhìn thú vị hơn. Nhìn cảnh này trang nhớ Việt Nam từ kiến trúc cho tới đường xá, chỉ khác cái là nó không có đông dân như là bên Việt Nam. Dạ, nó cũng khá là sạch sẽ. Đường rất là sạch. Sáng ghét, sạch hơn. Wow, mồi tới, mồi tới. Here comes the menu. Oh, wow. Chicken wings. Burrito. Lobster pasta. Và còn của mẹ nữa, còn hai phần cá nữa. Kêu thì con kêu phần cá cho con rồi mẹ kêu phần cá cho mẹ nữa. Mày ăn khi 5 phút thì đây hai bếp nha. Vợ nô con với con xem. Đây là cái khu vực mà người ta xếp hàng chờ cả mười mấy 20 phút đồng hồ để chụp hình nè mọi người. Isla Mujeres, right on the island. Quá cảnh quá đẹp luôn. Bên đó thì có mấy anh bán kem giới thiệu khách, nhưng mà gia đình mình đã ăn kem rồi. Wow, coi biển nó động rồi. Coi một YouTuber đang tập làm YouTube. Hello bé Hoa Kỳ. Ủa, ok. Qua đây nè con, để mình nổi chụp hình, come on. Hoa Kỳ, back up. Ok, vậy cưng với nó vô luôn đi. Oh, đây, đây đông rồi nè, coi biển rồi. Biển này thì không tắm được nha bạn. Ok, biển đẹp nhưng mà khúc này tắm không được, khúc này đá quá. Oh, coi người ta xuất hiện rồi. Bên Mỹ này được cái á là gì, nó bán hàng rong hay mời chào thì ok, nhưng mà mọi người không mua thì nó cũng không làm phiền mọi người, nó không có đeo bám gì đây hết. À, be careful, quá kì, no no, dính công dây đàng hoàng. The sao people, coi nước nó trồng xanh. What is beautiful. Rồi bây giờ trước biển đây nè. Wow, nước bên trong mà nó sạch kìa nè. Oh boy. Very nice. Không nhẵn nha. Giữa cái nước. Gió thì rất lạnh nhưng mà nước thì ok. Oh boy. Cái phần nào mà thở thì con nước mình nó sạch. Vợ. Wow. Bạn nào này của chúng ta. She's afraid of the water. And doesn't know how to swim yet. Oh. Wow, come on. Wow, mọi người thấy dữ không? Wow. Oh, bao nào cơ? Bao nào gì đó vậy? Oh, bao kìa. Hello, xin chào mọi người nha. Đây là đường xá của đảo Isla Mujeres. Chào buổi chiều. Ở gần phía bắc của đảo Isla Mujeres. Tại vì gia đình mình vừa tắm biển play and all day xong. Ok. À, có quá là nhiều quán nghỉ hè luôn á. Quán hàng rong rồi quá trời kìa. Né được chứ thấy kìa. $2 for $7, right? $2 for $7.
Người bán xá quá trời luôn mọi người. Quán này quá nhiều. Bọn quán nó lắm chưa? À, bên kia cũng có dừa đó cả. Cái con hẻm này giống như con hẻm đi bộ. Con hẻm đi bộ ăn uống á. Ờ, muốn đi đường này chơi mấy không? Xe phương trời. Hả? Oh, no, I don't need to buy that. Thank you. Maybe my parents do. Hỏi là không nói gì á. Thôi mà thank you. Wow, the street is very long and cool too. It has so many shops over here. See, it has all the restaurants in the world that you can think of. And a lot of souvenir shops. Wow, and it's like a mile long. Very, very cool too. So you will not be bored if you stay overnight in Isla Mujeres, I promise. Emma. It is. It is. Thì nó là phố đi bộ, it's a walking street. Hello, welcome back to my channel guys. Gia đình mình đang ở trên chiếc tàu cao tốc để quay về Cancun mọi người. Cho mọi người thấy luôn. Xa xa kia là cái bảng hiệu bến tàu Isla Mujeres. Okay. Bây giờ gia đình mình sẽ quay vô đất liền Cancun hôm sau đây. Ở phía chân trời xa xôi là đất liền Cancun. Mọi thấy trên mũi tàu nó đông rồi không? Có tóc gió mát. Ôi gió mát chân thân. Ôi gió mát chân thân. Wow, gia đình mình là gia đình châu Á duy nhất ở chỗ này. Gia đình mà Mỹ màu duy nhất ở chỗ này. Ok. Theo định nghĩa của một số em chúng ta là Mỹ màu. Kệ Mỹ gì Mỹ, mình có chữ Mỹ vui rồi ok. Đỡ hơn không có chữ Mỹ.